Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Trung tâm Miếu Môn, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng duyệt các khối diễu binh, diễu hành, trình diễn phục vụ đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là màn học luyện tập trung đầu tiên của tất cả các lực lượng quân đội tham gia cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó có lực lượng không quân bay trình diễn, lực lượng pháo lễ. Năm nay, Bộ Quốc phòng có 17 khối diễu binh diễu hành. Trong tiếng quân nhạc, gần 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, một số lực lượng như pháo lễ, không quân sẽ cơ động lên Điện Biên. Ngày 24 tháng 4 tới đây, các khối diễu binh ngày hôm nay sẽ tiến về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để tiếp tục công tác tập luyện và hợp luyện với các đơn vị diễu hành tại địa phương. Đây là một trong số những chiếc trực thăng của quân chủng phòng không không quân sẽ trực tiếp tham gia vào lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiệm vụ của những chiếc trực thăng này là kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên bầu trời Điện Biên Phủ. Sáu giờ sáng tại sân bay Hòa Lạc, từng chiếc trực thăng được tổ kỹ thuật kiểm tra, tiếp nhiên liệu trước khi cất cánh. Đại tá Nguyễn Chiến Thắng là một trong những phi công xuất sắc nhất của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân, được lựa chọn tham gia đội hình bay biểu diễn lần này. Từng làm nhiệm vụ bay biển xa, bay cứu hộ cứu nạn và có kinh nghiệm gần 3.000 giờ bay, nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia biểu diễn trong một sự kiện quan trọng của đất nước. Chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và vinh dự trong cái đợt huấn luyện cho kỷ niệm diễu binh diễu hành với cái đội hình lớn của trực thăng của Không quân Việt Nam. Chúng tôi là chúng ở trong miền Nam xa xôi ra đây. Từ khi nhận điện thì chúng tôi cảm thấy là đây cũng là vinh dự và trách nhiệm. Từ đó chúng tôi xác định rõ được cái nhiệm vụ từ công tác chuẩn bị bay rồi đến thực hành bay chú đáo, tỉ mỉ và hiệp đồng thật chặt chẽ. Theo đại tá Nguyễn Chiến Thắng, MI là dòng trực thăng vũ trang hạng nặng được sử dụng tại Liên bang Nga, Việt Nam và hơn 60 quốc gia khác trên thế giới. Để mỗi chuyến bay được an toàn, phi công và tổ đội kỹ thuật phải kiểm tra hoạt động của máy bay, nạp nhiên liệu để đảm bảo an toàn trước khi máy bay cất cánh. Sau khi công tác an toàn bay được đảm bảo, các thành viên của tổ bay sẽ bắt đầu thêm một nhiệm vụ nữa, đó là gắn cờ. Mỗi lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng có diện tích 20 m². Những lá cờ này sẽ được cố định dưới bụng 9 chiếc máy bay trực thăng. Để hình ảnh bay đẹp mắt, cờ sẽ được cố định bằng dây cáp treo ở giữa bụng máy bay, đồng thời treo phía dưới là quả kim loại nặng 122 kg. Rồi anh xây đi coi được chiều được chưa, anh cứ các anh cứ xây trước đi xong rồi tụi em lắp vào, các anh cứ làm ấy xong hết đi rồi các anh cứ đưa lên đây rồi tụi em lắp vào. Tốt rồi. Tôi là cơ chế trên không của máy bay thì là bao gồm các nhiệm vụ về chuẩn bị máy bay. Và trong quá trình bay là sẽ là nổ máy, mở máy, tắt máy và kiểm soát các hoạt động của máy bay trên không. Sau đó trong quá trình bay treo cờ thì là sẽ
thả cờ khi máy bay cất cánh và thu cờ khi về hạ cánh. Để hiệp đồng thuần thục với nhau, mỗi ngày tổ đội bay phải dành nhiều giờ luyện tập rút kinh nghiệm, thậm chí phải sắp xếp lịch bay cả vào những ngày cuối tuần. Vượt qua những yếu tố khó khăn về địa hình thời tiết, tinh thần tập luyện của các thành viên tham gia lễ kỷ niệm lần này là sẵn sàng và cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ lần này là thấy là trong cái đội hình bay lớn như thế này thì để mà đảm bảo được cái đúng theo yêu cầu của trên ấy, thì đây là có nhiệm vụ rất là phức tạp. Bay một cái đội hình lớn thì chúng tôi phải tính toán thật chặt chẽ, tỉ mỉ và phải bay đúng theo cái số liệu. Đặc biệt là trong cái quần đeo treo cờ ấy, thì với cái tốc độ tiến của máy bay cũng như là với cái điều khí tượng này thì chúng tôi cảm thấy rằng cần phải chuẩn bị thật tỉ mỉ, chu đáo và từ những cái động tác lái, kỹ thuật dẫn đường và ứng dụng trong cái bay đội hình 9 chiếc này. Chuyến bay lên Điện Biên là có lẽ một trong những chuyến bay mà gần như là mới lạ với gần như tất cả các phi công thực hiện nhiệm vụ lần này. Gần đến ngày thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi có một cảm giác rất là hồi hộp và xen lẫn trong đó là cái một chút niềm tự hào, và anh em đã hứa với nhau là chúng tôi sẽ cố gắng đem tất cả cái sức lực và trí tuệ để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ cho mừng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đối với nhiệm vụ lần này, toàn quân chủng bổ sung lực lượng phi công và trang bị 12 máy bay, trong đó 9 chiếc máy bay chính thức, 2 chiếc dự bị, 1 chiếc bay tìm kiếm cứu nạn. Dù có kinh nghiệm bay biểu diễn trong nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, nhưng với Đại tá Tạ Mộng Vũ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 đánh giá, đây vẫn là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Đối với Trung đoàn 916, thì trước đây, cách đây 14 năm, Trung đoàn đã tổ chức bay chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này nó khác, có cái khó khăn hơn. Đối với Trung đoàn 916 đó là bay cơ động toàn bộ lực lượng trang bị và phi công lên Điện Biên. Mà đối với Điện Biên thì một là khí hậu nó phức tạp hơn. Ở trên độ cao trung bình là 485m, xung quanh lòng chảo độ cao trung bình là núi là 1.400. Khí hậu trên đấy nó khác hẳn khí hậu như thế này. Ngày thì nóng, đêm thì lạnh, mà buổi sáng thường có mù, ảnh hưởng tới tầm nhìn hoạt động bay của phi cơ của không quân là sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt là địa hình là núi non hiểm trở. Xung quanh kính là đối với phi công, thành viên tổ bay là phải được học tập, đặc biệt là về điều kiện khí tượng, đặc biệt là địa hình, mình phải nắm chắc, nghiên cứu kỹ và sau đó là phối hợp trong các đồng chí trong tổ bay, trong đội hình để bay làm sao mà tốt nhất. Cũng theo Đại tá Tạ Mộng Vũ, dù quân số đông, lực lượng nhiều, nhưng tiêu chí lựa chọn phi công, lựa chọn thành viên phi đội bay là vô cùng khắt khe và chuẩn mực. Tiêu chí đầu tiên là đầu tiên đồng chí phải nắm lý thuyết giỏi, kỹ thuật bay tốt và lựa chọn đồng chí đã từng tham gia các nhiệm vụ huấn luyện chào mừng như quốc phòng quốc tế năm 2022 và các năm trước sau. Đối với bản thân tôi, với cá nhân tôi, với cả cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 916 cũng như các đồng chí tham gia nhiệm vụ này, đây là một cái vinh dự, trách nhiệm, dù rằng khó khăn cũng phải gian khổ. Đến thời điểm này thì đã bảo tốt được cái nhiệm vụ bay chào mừng. Đến thời điểm này, toàn bộ các phương án bay biểu diễn đã được các phi công, tổ bay thực hành thuần thục. Máy bay cũng đã sẵn sàng. Và chỉ ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn ấn tượng mãn nhãn nhất trong sự kiện 10 năm mới có một lần